Ta cài FLB bypass rồi sẽ mở ra. Ok, lúc này là đến một lần bấm 3 cái đây đang cập nhật thành việc. Ok, chúng ta đăng nhập một cái số, một cái email bất kỳ, tốt nhất các bạn tạo cái email mới luôn. Bạn chờ một chút xíu nhé. Nếu một khách hàng lạ thì chúng ta tạo cái email mới, khỏi cần khu vực người ta cốt lại. Giờ chúng ta tiếp tục nhé. Nói chung là các bạn làm một email mới sẵn luôn để khi mình khởi động lại khỏi không ạc cái đừng lấy cái email mình nhập vô nha. Cái email mình nhập vô khi mình khởi động lại mình nó có dính email chồng mình làm rồi cho khách hàng một email mới. Còn nếu các bạn là email
các bạn là máy ở nhà thì cứ nhập vô thôi. Cái gì vậy trời, nhập thả không biểu chưa này, thiệt à. Phím có xài lắm. Dễ hơn iPhone nhiều. iPhone thì cái thước máy nhỏ nhưng mà bàn phím bấm rất là chính xác. Không biết mình bấm chệt bên quên như nó cảm giác nó biết mình bấm cái gì á. Còn này bấm chệt bên quên nó quên kia luôn. Đồng ý là xong. Tạo mình một cái email mới luôn. Slow thế. Và đây là tác phẩm cuối cùng của mình rồi các bạn. Đã xong rồi. Đây mát xong rồi. Ta vô cần phải Google thế nhé. Đây, tài khoản hồi nãy chúng ta tạo. Bây giờ nó sẽ nằm ở đây luôn. Nhưng cho nên đang rút kinh nghiệm. Chúng ta tạo tài khoản mới. Thì chắc ăn. Rồi. Còn ai có tài khoản sẵn thì không cần phải lock ra thì giữ nguyên. Ok, nhiều xong. Bye các bạn.